một chiếc xe siêu lướt vừa mới hạ lồng, không cần phải sơn dọn, chỉ cần rửa nước lã là có thể đến tay người tiêu dùng. Xin được chào mừng tất cả anh chị em và các bạn đến với Vica Hà Nội, Vương quốc gầm cao. Anh chị em thân mến, thì ngay bên cạnh tôi đây chính là một mẫu xe Hyundai Santa Fe ở phiên bản sản xuất năm 2022, máy xăng bản Premium. Ở phiên bản máy xăng Premium này thì anh chị em có thể thấy đây là một cái thiết kế nó rất là hiện đại. Hệ thống đèn pha, đèn cốt đều được trang bị công nghệ đèn full LED và được hạ thấp cái hệ thống đèn pha, đèn cốt này xuống phía dưới. Hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày tạo ra hình chữ T trông rất là khỏe khoắn. Bên cạnh đó thì hình mặt ca lăng được thiết kế với hình lục giác, và đằng trong cái mặt ca lăng này thì anh em có thể thấy cái hệ thống radar đã được trang bị rồi, và xe đã được trang bị camera 360 độ anh em nhé. Tiếp tục ạ, chúng ta sẽ đến với lại cái phần thân xe. Phần thân xe thì mâm xe đương nhiên rồi, thiết kế theo hình ngôi sao 5 cánh. Phần chân gương này thì được thiết kế với kiểu dáng là chỉnh điện, cập điện, tích hợp báo rẽ và có camera 360 độ kết hợp camera và sườn luôn anh em nhé. Đây, toàn bộ lẹp thân xe đã được thiết kế trông rất là khỏe khoắn và lịch sự. Đấy, cả lẹp bước chân này nữa. Anh em có thể thấy đây là dòng xe đã qua sử dụng thì chúng tôi cũng không nói nhiều về những tính năng, bởi vì những tính năng của dòng xe này thì kể ra có khả năng đến vài tờ A4 thì mới hết được. Nhưng có một điểm mà chúng ta cần phải quan tâm, đó chính là cái lốp dự phòng này. Xe mới đi được có khoảng hơn 2 vạn km thôi, sản xuất năm 2022, rất mới luôn anh em nhé. Đấy, và tôi cam kết với anh em, giá đang chào bán là rẻ nhất thị trường Việt Nam anh em ạ. Rẻ nhất thị trường. Cốp điện đã được trang bị rồi anh em ạ. Đây anh em có thể thấy đây, cốp điện thì đã được trang bị rồi. Cái kích lốp này, dự phòng này, chưa dùng một lần nào luôn. Đây, những cái đồ này. Đấy, rất là mới luôn nhá. Gần như chưa có bóc tem anh em ạ. Đấy, xe này thì so với lại những cái dòng xe như Toyota Fortuner thì đã được trang bị cái hàng ghế thứ hai là chỉnh điện luôn anh em nhá. Chỉnh điện luôn. Đấy, cốp điện anh em nhìn này. Anh em thân mến, thì cái dòng xe này thì có thể nói rằng xe trang bị cái công nghệ full phè phè luôn. Hệ thống ghế chỉnh điện 10 hướng luôn, và được trang bị cả chức năng nhớ ghế, sấy vô lăng. Đây là phiên bản cao cấp thì đương nhiên nó được trang bị cái màn hình hắt kính HUD, cam sườn và lấy chuyển số trên vô lăng cũng như là cần số phẳng luôn. Đấy, anh em có thể thấy ạ, rất sướng luôn. Các chế độ bò và vượt địa hình, driver mode cực kỳ nhiều luôn. Và đây nó giống như một chiếc bộ hình vậy. Camera hành trình đã được lắp thêm. Rồi có cửa sổ chơi, toàn cảnh panorama. Ok. Rồi chúng ta sẽ đến với lại một cái gọi là trái tim của một chiếc xe, hay còn gọi là động cơ. Đấy, xe này thì cũng mới về và vẫn còn thi thoảng vẫn còn gọi là lấm tấm chân bùn. Đấy, giống như một cô gái 18 tuổi vẫn chân vẫn còn nấm mèo tấm. Đấy, đây là cái dòng xe này mới về chưa kịp rửa nước lã. Đấy, mà đã chuyển tải đến cho anh em rồi. Đấy, chúng tôi tự tin cam kết 100% xe nguyên bản theo xe cho anh chị em. Đây là động cơ được trang bị, động cơ 2.5 máy xăng anh em nhé. So với xe mới thì hiện tại đang chào bán với mức giá quá rẻ. Hiện tại xe mới thì anh em có thể thấy cả đăng ký vào đâu đó rơi vào khoảng tầm 1 tỷ 350 triệu. Nhưng chúng tôi đang chào bán một cái mức giá giật mình, chỉ có 1 tỷ 195 triệu đồng thôi. Và anh chị em nào nhanh tay thì hãy gọi điện trực tiếp cho số điện thoại của chúng tôi. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và hỗ trợ trả góp lên đến 70%, chỉ cần 288 củ là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác tại 26 đường Cầu Diễn.